Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong những năm gần đây, các khu nghỉ tại Đông Nam Á đã nổi lên như những điểm đến của dòng vốn đầu tư vào bất động sản từ những nhà đầu tư giàu có người Trung Quốc và Nga. Nhóm những nhà đầu tư này quan tâm đến một loạt các bất động sản nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm tại Đông Nam Á, ví dụ như đảo Phuket ở Thái Lan. Tại một khu vực xây dựng cách đây khoảng 10 phút đi bộ, tính từ bãi biển Bang Tao ở khu vực miền Tây Phuket, người ta nhìn thấy một tấm băng rôn có dòng chữ quảng cáo cho các căn hộ nghỉ dưỡng xa xỉ của doanh nghiệp bất động sản The Standard. Cũng chính tại khu vực này, tập đoàn Central Group của Thái Lan sẽ xây dựng khoảng 190 căn hộ nghỉ dưỡng trong dự án có quy mô tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ bạc, tức khoảng 139 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là dự án bất động sản xa xỉ đầu tiên của tập đoàn này. Giá của các căn hộ được bán ra thị trường khởi điểm ở mức khoảng 12 triệu bạc, tức khoảng 334.300 đô la Mỹ. Những khu căn hộ của thương hiệu này cung cấp dịch vụ tương đương như khách sạn, cơ sở hạ tầng phù hợp với việc lưu trú dài ngày. Một số dự án tương tự có thể kể đến Lee Meridian tại Đà Nẵng của tập đoàn IFF Holdings hợp tác với Marriott International. Tại Bali ở Indonesia, tập đoàn bất động sản Minor International cung cấp bất động sản thương hiệu Anantara. Theo báo cáo của công ty bất động sản Savills, hiện tại khoảng hơn 20% các bất động sản cao cấp của thế giới tập trung ở châu Á. Địa điểm mà các dự án bất động sản cao cấp được triển khai sôi động nhất tại châu Á chính là Phuket. Hiện tại ở Phuket đang có hơn 20 dự án. Chủ tịch kiêm nhà sáng lập của doanh nghiệp bất động sản xa xỉ Banyan, ông Ho Quang Bin, tin rằng Phuket sẽ trở thành cộng đồng tập trung nhiều người giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới. Doanh nghiệp này đang phát triển dự án có khoảng 6.000 căn hộ, cũng như nhiều loại hình bất động sản khác tại khu vực Laguna ở Phuket. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Nguồn cung căn hộ ở Phuket đạt kỷ lục 8.700 căn trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với ngưỡng của năm 2019. Theo số liệu của công ty bất động sản Colliers, tại miền Nam Phuket, ở thời điểm quý 1 năm 2023, ước tính khoảng 60% người mua bất động sản đến từ Trung Quốc, sau đó đến người Nga với tỷ lệ khoảng 25%. Lượng mua bất động sản nghỉ dưỡng của những người mua Trung Quốc và Nga hiện đã tăng khoảng 70% so với mức trước đại dịch Covid-19. Theo chia sẻ của một doanh nghiệp bán bất động sản tại Phuket, nhiều người mua trong độ tuổi 40 và 50 tuổi, thu nhập hàng tháng tương đương trung bình khoảng 200.000 bạc, tức tương đương khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đối với nhà đầu tư Trung Quốc, chiến lược mua để lấy đặc biệt phổ biến. Chuyên gia Waras Deskitfidom của công ty bất động sản Colliers nhấn mạnh, người Nga mua mạnh bất động sản Đông Nam Á tính từ sau khi căng thẳng Nga-Ukraine bùng phát. Nhiều người giàu có muốn kiếm nơi ở thay thế trong bối cảnh có nhiều bất ổn địa chính trị. Thời tiết ấm nóng của Đông Nam Á thu hút nhiều người Nga. Hơn nữa, rất ít nước trong khu vực áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nga. Trong khi bất động sản Trung Quốc đang phải đối mặt với đầy thách thức, Dubai lại được hưởng lợi khi người Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài đầu tư. Nhà đầu tư Nga đã giao dịch chậm lại, nhưng các nước khác đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt các nhà đầu tư Trung Quốc. Giám đốc công ty bất động sản Dubai, Damat Hussein Saigoni chia sẻ, ông cũng đề cập đến sự trở lại của các nhà đầu tư Ấn Độ và châu Âu. Những năm sau đại dịch Covid-19, Dubai là một trong những thị trường bất động sản bùng nổ mạnh nhất trên thế giới. Khi cuộc xung đột Ukraine diễn ra, người Nga đã đổ tiền sang Dubai đầu tư. Một số dự án sang trọng tại đây được phát triển để phục vụ riêng cho nhà đầu tư Nga, với các đại lý bất động sản toàn nhân viên nói tiếng Nga. Ở một số vùng của tiểu vương quốc vùng vịnh, du khách sẽ nghe nhiều tiếng Nga hơn cả tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh. Nhưng khi khách đầu tư Nga giảm, ông Sawani nói, bạn biết đấy, Dubai được bao quanh bởi hơn 100 quốc gia với đủ loại vấn đề và thách thức, và rất nhiều người muốn đến Dubai để sinh sống hoặc đầu tư. Emir Properties, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Dubai, báo cáo các khoản đầu tư của Trung Quốc chiếm 7% tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2023, gần gấp đôi so với năm 2022. Khi Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng bất động sản, nền kinh tế trong nước chậm lại và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại sau những năm phong tỏa khắc nghiệt vì Covid-19 đang thúc đẩy những người giàu có ở nước này ra nước ngoài tìm nơi trú ẩn an toàn hơn cho dòng vốn của mình. Ông Saigoni cho biết lợi nhuận cho thuê nhà ở Dubai và luật thuế được nới lỏng, cũng như việc UAE từ chối tham gia vào các chiến dịch trừng phạt của phương Tây, khiến nơi đây trở thành một địa điểm hấp dẫn của nhà đầu tư. Ông nói thêm Dubai cũng đã cố gắng duy trì sự ổn định và gạt bỏ sự lo lắng trên thị trường bất động sản khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, cuộc xung đột trong khu vực không gây tổn hại cho thị trường bất động sản của tiểu vương quốc này. Cho đến nay, các nhà lãnh đạo UAE đã duy trì một chính sách chính trị rất tốt ở mức độ nhất định và trung lập, không căn dự vào các vấn đề
các cuộc chiến tranh tương tự. Vì thế rất nhiều người đã tìm đến và cư trú ở Dubai. Ông Saucony nói, bạn có bất ngờ trước thông tin trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Xoay quanh về việc đầu tư bất động sản của giới nhà giàu, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Giá nhà tại Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ năm 2015, dù chính phủ nước này đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ. Trung Quốc có thể sẽ nới lỏng chính sách hoặc mở rộng hỗ trợ để chấm dứt khủng hoảng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS công bố ngày 17 tháng 1 cho thấy, trong tháng 12 năm ngoái, giá nhà mới ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2015. Cũng trong tháng này, doanh số bán bất động sản tính theo diện tích mặt sàn tụt 23% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, vốn đầu tư bất động sản tính theo tháng của các nhà phát triển đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2000. Tính chung cả năm 2023, tổng vốn đầu tư bất động sản Trung Quốc giảm 9,6%, gần bằng mức giảm của năm 2022. Hiện lĩnh vực bất động sản cùng với các lĩnh vực liên quan đóng góp 25% vào tăng trưởng của nền kinh tế. Sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản có thể gây giảm tốc cho sự phục hồi kinh tế quốc gia và tạo áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần sớm ban hành các gói hỗ trợ mới. Công ty xếp hạng Moody's Analytics nhận định trong năm 2024, nền kinh tế Trung Quốc phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự xoay chuyển tình thế của thị trường bất động sản. Để vực dậy thị trường bất động sản nội địa, các nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành một số biện pháp hỗ trợ như nới lỏng hạn chế mua nhà và hạ thấp tỷ lệ trả trước tối thiểu cho căn nhà thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, nhiều đó là không đủ để vực dậy tâm lý mua nhà vốn đã sụt giảm kể từ năm 2021. Nhận định về triển vọng của thị trường bất động sản nội địa, Country Garden, nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, cảnh báo các thị trường sẽ tiếp tục suy yếu trong năm 2024. Các nhà kinh tế tại ngân hàng HSBC nhận định việc tiếp tục nới lỏng chính sách đối với lĩnh vực nhà ở thương mại và hỗ trợ thêm cho nhà ở giá rẻ là chìa khóa để tạo ra một cơ hội hạ cánh mềm cho lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Theo Bloomberg, các công ty tài chính đang bắt đầu thực hiện các yêu cầu cho vay mà chính phủ đặt ra trước đó. Trong đó, ngân hàng lớn Ping An đã đưa 41 nhà phát triển vào danh sách các công ty xây dựng đủ điều kiện nhận hỗ trợ vốn. Các nhà chức trách gần đây cũng kêu gọi chính quyền địa phương giảm bớt áp lực tài chính của các nhà phát triển, bao gồm cả việc soạn thảo danh sách các dự án đủ điều kiện nhận tài trợ. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.